Ba ơi, con làm gì đấy Mắt ơi? Kéo vào cái nhà xong ba vào chơi con nha. Đấy mà kêu không thưa ra. Đây. Báo có sao đây? Con mẹ là ốm làm sao lại làm đây đâu, tao vừa thấy chơi lúc nãy mà. Con đang ốm à? Tao xem này, tao xem người có nóng không nào. Tao cứ nóng nó ra. Tao xem này, tao xem bụng. Xem xe đâu ta. Con mẹ là con mẹ trong người à? Con mẹ là con lên đây ba xem nào. Chờ một xíu nha. Bà thôi rồi, bà xúc 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 cho bà nha. Ăn đi.
Cô đút cho bạn ăn nha. Ừ, bạn ăn nè. Đói. Bạn ăn từ từ nha. Bạn đưa bạn xúc thịt nè. Nè. Bạn ăn đi. Từ từ nha. Bạn ăn từ từ thôi. Rồi, bạn lấy được rồi. Ừ, con nha. Ừ, cho bắt này. Ừ, giỏi. Bác ra bầm mẹ để bố quan tâm à. Ừ. Bố nào cũng quan tâm bác mà. Nhưng mà tôi đã ba mẹ nha, mẹ nói ra nha. Ừ, không ăn nữa à.